Bảo và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Lạ quá. Cuối tuần rồi Loan ơi. Thứ năm. Tuần lễ này thì thứ sáu sẽ có một buổi livestream và chắc chắn là chúng ta sẽ hát những nhạc phẩm về những người cha thân yêu của chúng ta. Xin quý vị hãy gửi lời yêu cầu đến Tam Ca Bất Chấp. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Tập thể dục sau 6 giờ chiều sẽ giúp cho lượng đường trong máu ổn định cả ngày. Một ông cụ ở Michigan 90 tuổi lãnh bằng tốt nghiệp trung học. Los Angeles, hai người lái xe tải du ho tông vào một cửa tiệm, rinh nguyên một máy ATM. Người đàn ông gốc Việt đốt nhà hàng từng đập phá nhiều cửa tiệm người Việt ở Bắc California đã bị bắt. Dưới chức báo động, các trạm sạc xe điện liên tục bị cắt dây cáp để bán chợ trời. Vừa mới mãn hạn tù một ngày, một người đàn ông ở California đã vào cướp nhà băng. Cảnh sát San Fernando, miền Nam California gắn camera khắp nơi ở các ngã tư để chụp ảnh xe truy tìm tội phạm. Mưa lớn ngập lụt miền Nam Florida trong ngày thứ ba liên tiếp, hôm nay thứ năm, đe dọa lũ lụt phá hủy nhiều hơn. Hội thánh Southern Baptist không đủ phiếu để cấm phụ nữ làm mục sư, nhưng dư phiếu cấm thụ thai ống nghiệm. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tiếp tục cho bán rộng rãi thuốc phá thai Mifepristone. Dữ liệu liên bang cho thấy chi tiêu chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ năm 2023 tăng đến 4,8 ngàn tỷ. Gia đình nạn nhân vụ thảm sát trường học UVD đã kiện FedEx và UBS vì vận chuyển vũ khí cho tay súng. Tổng thống Joe Biden có vẻ như sẽ giảm án cho Hunter Biden. Tin tức về giá xăng dầu và giá vàng mới nhất của ngày hôm nay Europol phải mất 3 năm để truy bắt đường dây buôn bán ma túy lớn, thu 8 tấn cocaine Đức bất ngờ phản đối trừng phạt mới chống Nga Ukraine xác nhận sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ của Nga Những yêu cầu mới của Hamas trong lệnh ngừng bắn Bỏ qua hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, Trung Quốc vận động cho kế hoạch hòa bình riêng về Ukraine Tên Việt Nam, sau lòng tóc bị tố, dùng tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư để bán. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của trường ngày hôm nay, tập thể dục sau 6 giờ chiều sẽ giúp cho lượng đường trong máu ổn định cả ngày. Một nghiên cứu mới cho thấy những người đang muốn cho lượng đường trong máu của mình tốt nhất thì nên tập thể dục vào buổi tối. Việc tập thể dục trong khoảng thời gian sau 6 giờ chiều có thể giúp cho lượng đường trong máu suốt ngày ổn định, theo kết quả được công bố vào ngày thứ hai trên tạp chí OBCD. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã chọn ra 186 người trưởng thành, dư cân, béo phì, theo dõi những hoạt động cũng như mức đường trong máu của họ trong 2 tuần bằng cách sử dụng các thiết bị đeo được theo dõi. Những người trong nghiên cứu sẽ được chia ra việc tập thể dục từ 6 giờ sáng cho đến trưa và buổi chiều là từ trưa đến 6 giờ chiều và buổi tối là trong khoảng sau 6 giờ chiều. Trong số đó, có một số người sẽ tập thể dục trong những khoảng thời gian không xác định trong ngày và những người khác là không tập thể dục ở mức độ vừa phải đến mạnh mẽ. Kết quả cho thấy những người tập vào buổi tối có thể có lượng đường trong máu tốt hơn. Kết quả nghiên cứu cuối cùng cho thấy những người tập thể dục vào buổi tối có lượng đường trong máu vào ban ngày, ban đêm và cả ngày thấp hơn, đặc biệt là đối với những người bị suy giảm khả năng điều hòa glucose trong cơ thể. Phương pháp này giống nhau cả nam và nữ. Khi lĩnh vực này chuyển sang các hướng tập thể dục riêng tư cho từng tình trạng khác nhau, Nghiên cứu này giờ đây cung cấp thêm những tin tức chi tiết, ngoài việc chỉ yêu cầu bệnh nhân di chuyển nhiều hơn mà thay vào đó là vận động nhiều hơn và có thể là ưu tiên vận động từ chiều cho tới tối, với việc có thể giúp cho điều hòa gluco. Rene Rogers, nhà khoa học cao cấp về hoạt động cơ thể và kiểm soát cân nặng của Trung tâm Y tế Đại học Kansas, cho biết trong một thông cáo báo chí. Một ông cụ ở Michigan 90 tuổi lãnh bằng tốt nghiệp trung học Ông cụ từng phải nghỉ học để đi lính trong chiến tranh Triều Tiên, cuối cùng cũng lãnh được bằng tốt nghiệp trung học dù đã 90 tuổi, theo tin từ UPI ngày thứ Tư 12 tháng 6. Ông Bob Burnham được trường Portage Central High School, nơi ông từng theo học trước khi nhập ngũ năm 1951, cấp bằng tốt nghiệp danh dự vào ngày thứ Hai. Ông Bonham cho biết, ông thường nghĩ đến việc đi học lại, nhưng suốt nhiều năm ông bận biệu làm việc tại nhà máy giấy và nuôi dạy bốn đứa con cuộc sống cứ bận biểu. Mới đây, khi ông Bonham đang ăn sáng với cô con dâu là bà trẻ em Bonham, bà hỏi ông muốn làm gì trước khi qua đời. Cha ước được tốt nghiệp và dự buổi lễ tốt nghiệp, ông Bonham trả lời. Sau đó thì người con dâu đã liên lạc với học khu Portage, hy vọng thực hiện được ước mơ lãnh bằng tốt nghiệp cho cha chồng của mình. Người con dâu đã nói chuyện với Mark Billen, tổng quản trị học khu, và không lâu sau, ông Burnham được trao bằng tốt nghiệp tại một cuộc họp hội đồng giáo dục địa phương vào hôm thứ Hai. Chúng tôi rất vinh dự trao cho ông Bob bằng tốt nghiệp, vật mà ông đã hy sinh từ nhiều năm trước để phục vụ gia đình và quốc gia. Ông Billen nói, cảm ơn ông đã phục vụ cho quốc gia chúng ta. Los Angeles, hai người lái xe tải du hò, tông vào một cửa tiệm, rinh nguyên một máy ATM. Cảnh sát đang truy lùng hai người đàn ông đã riêng nguyên một máy ATM ở khu phố Hollywood Hills của Los Angeles vào ngày thứ Tư. Vụ trộm cắp từ cửa tiệm House of Ambrose White and Spirits trên đại lộ Barham gần đại lộ Kawenga được báo cáo vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng. Cảnh sát Los Angeles đã xác nhận rằng khi cảnh sát tới thì biết rằng hai nghi phạm đã sử dụng xe tải để tông vào cửa trước của tiệm và rinh đi hàng hóa. Người quản lý tiệm nói với KTOL rằng các nghi phạm đã tẩu thoát, mang theo rượu và một cái máy ATM. Số tiền mặt và hàng hóa bị lấy đi vẫn chưa được xác định. Không rõ vụ việc này có được ghi lại trên camera giám sát hay không. Cảnh sát đang điều tra và đang truy lùng nghi can. Người đàn ông gốc Việt đốt nhà hàng từng đập phá nhiều cửa tiệm người Việt ở Bắc California đã bị bắt. Sáng sớm ngày thứ Tư ngày 12 tháng 6, lúc 2 giờ 38 phút sáng, Sở Cảnh sát Milpitas MPD đã nhận được cuộc điện thoại 911 liên quan đến nhà hàng McDonald's số 41 Range Drive. Theo tờ Milpitas Beast, nhà hàng McDonald's đã phát hỏa. Vào thời điểm đó, nhà hàng đóng cửa và không có ai bên trong. Người ta nhìn thấy một người đã liện thứ gì đó qua cửa sổ của nhà hàng, làm bể kiến rồi gây hỏa hoạn trước khi lái xe vọt đi. Chưa đầy 3 phút sau, một cảnh sát của MPD đã có mặt và cảnh sát khác cũng đã tìm được nghi can cách đó khoảng nửa dặm. Ngay sau đó, thì sở cứu hỏa Milpitas MFD đã kịp thời dập tắt ngọn lửa, ước tính thiệt hại tài sản là khoảng 150.000 đô la. Nghi can có danh tính là Tài Văn Trịnh, 46 tuổi. Ông ta bị giam giữ tại nhà tù chính tại quận Santa Clara với các tội danh phá hoại tài sản và đốt phá. Tài trịnh từng bị đưa lên báo chí vào năm 2020 vì phá hoại hàng loạt các cửa tiệm do người Việt làm chủ tại San Jose và Milpitas. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2020, trong vòng từ 3 giờ 15 phút cho tới 6 giờ sáng, cảnh sát San Jose đã nhận diện tài trịnh là nghi can đã đập phá cửa sổ của Lee Sandwich ở số 2525 South King Road và 2471 Barriasa Road, Seven Leaves Cafe tại 1743 Barriasa Road, Tasty ở 1610 North Capitol Avenue và phở Y số 1 Noodle House số 2050 Concord Drive. Cùng buổi sáng ngày hôm đó ở Milpitas, nghi can đã đập cửa sổ ba trung tâm thương mại trên dãy số 200 đường West Calaveras Boulevard, theo cảnh sát Milpitas. Sau vụ phá hoại vào ngày thứ Tư, MPD đã đưa ra thông cáo báo chí, nếu công chúng có bất cứ tin tức nào liên quan tới cuộc điều tra vụ đốt phá, xin hãy gọi cho sở cảnh sát Milpitas theo số điện thoại 408-586-2400. Ngoài ra ai muốn chỉ điểm ẩn danh, xin hãy gọi cho đường dây chỉ điểm tội phạm, theo số điện thoại 408 586 2500. Dưới chiếc báo động, các trạm sạc xe điện liên tục bị cắt dây cáp để bán chợ trời. Khoảng 2 giờ sáng vào một đêm tháng 4 lạnh giá tại Seattle, một chiếc xe mini truck Chevrolet Silverado đã dừng lại tại một trạm sạc xe điện ở một bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. Hai người đàn ông bước ra, một camera an ninh đã ghi lại, họ rút ra cây kéo cắt dây sắt Bolt Cutters, một người cắt đứt một số dây trò người kia đưa chúng vào xe tải. Chỉ trong khoảng 2 phút rưỡi, họ đã biến mất. Cảnh tượng đêm đó đã trở thành một phần của một mẫu hành vi đáng lo ngại trên khắp quốc gia. Kẻ trộm nhắm vào các trạm trò xe điện, có ý định ăn cắp các dây trọt, trong đó có chứa dây đồng, theo tin từ AP. Các dây cáp bị ăn cắp thường khiến cho toàn bộ trạm bị tắt điện, những người sử dụng cho biết thật là bất tiện bởi vì họ phải tìm kiếm khá lâu để có được một trạm trust thay thế. Hai năm trước, theo Electrify America, một dây cáp bị cắt trung bình mỗi 6 tháng tại một trong 968 trạm sạc của họ. Qua tháng 5 năm 2024, con số đó đã đạt 129, nhiều hơn 4 con số so với cả năm 2023. Hai công ty sạc xe điện hàng đầu khác là FLO và EVGO cũng đã báo cáo về sự gia tăng về các vụ trộm. Các công ty sạc nói rằng kẻ trộm đang săn dây đồng trong dây cáp. Vào cuối tháng 5, giá đồng đã đạt mức kỷ lục gần 5 đô la 20 cent cho một pound, tăng khoảng 25% so với một năm trước. Tội phạm có thể kiếm được từ 15 đô la cho đến 20 đô la cho mỗi dây cáp tại một bãi phế liệu. Với 20 đô la cho mỗi dây cáp, thì bọn trộm ăn cắp 20 dây có thể ban về 400 đô la. Vừa mới mãn hạn tù một ngày, một người đàn ông ở California đã vào cướp nhà băng vừa ra tù được một ngày thì một người đàn ông bị buộc tội bắt ba người làm con tin trong lúc cướp nhà băng tại miền nam California vào tháng trước các công tố viên liên bang cho biết ngày thứ tư 12 tháng 6 theo AP nghi can 53 tuổi bị truy tố về tội cướp bóc sau khi các nhà điều tra cho biết ông ta cầm súng nhảy qua quầy giao dịch và bắt đầu nhét tiền mặt vô túi trong một nhà băng BMO tòa lạc ở Anaheim vào ngày 8 tháng 5 trong vụ cướp nghi can ra lệnh cho giám đốc nhà bang và hai nhân viên khác bước vô một nhà kho. Văn phòng biện lý Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, một nhân viên khác đã báo cho cảnh sát và nghi can bị bắt tại nhà bang. Mới ra tù chỉ được một ngày, bị can này lại bị cáo buộc tiếp tục đi vào vết xe đổ của tội ác bằng cách bắt ba nạn nhân làm con tin trong lúc cướp nhà bang. Biện lý Hoa Kỳ Martin Estrada đã cho biết trong một tuyên bố. Các viên chức cho biết, nghi can này được phóng thích từ nhà tù San Quentin vào ngày 7 tháng 5, nhưng không đưa ra chi tiết về số lần ngồi tù trước đó. Sau khi bị bắt giữ tại nhà băng, nghi can đã được chở đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, thì nghi can đã cố gắng tẩu thoát và đánh nhau với cảnh sát. Các công tố viên cũng đã cho biết thêm, nghi can phải chịu lệnh giam giữ mà không được tại ngoại hậu tra cho tới lúc hậu tòa vào ngày 24 tháng 6. Nếu bị kết án, nghi can có thể phải lãnh nhận án tù liên bang lên tới 20 năm tù. Cảnh sát San Fernando, miền Nam California gắn camera khắp nơi ở các ngã tư để chụp ảnh xe truy tìm tội phạm. Cảnh sát trưởng Fabian vodes của cảnh sát San Fernando cho biết có những camera được đặt ở các khu vực khác nhau trong thành phố. Vì vậy, những gì mà camera này làm là ghi lại các xe khi chúng đi qua các giao lộ. Kỹ thuật này cho phép cảnh sát tìm thấy những chiếc xe có liên quan đến tội phạm vào đầu tháng này. Hệ thống này giúp cảnh sát tìm ra một người đàn ông đã cố gắng bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi tại một trạm xe bus vào ngày 3 tháng 6. Cảnh sát trưởng Vodes cho biết, chúng tôi đã có nhiều đầu mối kể từ khi bắt đầu chương trình này vào tháng 4, dẫn tới một số vụ bắt giữ, bao gồm cả các vụ bắt giữ vì tội cố gắng bắt cóc giết người. Hệ thống này là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Nó lấy bản số xe đã chụp và chạy qua các dữ liệu thực thi pháp luật khác nhau để xem liệu chiếc xe có liên quan đến một người mất tích hay không và liệu chiếc xe đó có được sử dụng để phạm tội hay không. Lấy ví dụ, Fedex đã có thể thu được những thông tin có giá trị, hệ thống cũng đã gửi dữ liệu thời gian thực trực tiếp đến điện thoại di động của mỗi cảnh sát. Một số người cho rằng hệ thống này là sự xâm phạm quyền riêng tư. Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU đã gọi việc đặt camera chụp hình như vậy là một hệ thống giám sát hàng loạt. Mưa lớn ngập lục miền Nam Florida trong ngày thứ ba liên tiếp, hôm nay thứ năm, đe dọa lũ lụt phá hủy nhiều hơn. Từ sáng ngày thứ ba đến nay, miền nam Florida đã chìm trong mưa từ 6 đến hơn 20 inch, mặc dù tiểu bang này không xa lạ gì với mưa lớn. Những cơn mưa đang trở nên càng nặng hơn. Hơn 8 triệu người đã được cảnh báo lũ vào ngày hôm nay, bao gồm Fort Lauderdale, Miami và Naples. Sẽ có trận mưa lớn tới mức 4 đến 8 inch vào ngày thứ Sáu, nhưng có thể một số điểm sẽ gần một feet mưa. Hiện thời thì lũ lụt tại Holland Beach nằm ngay phía bắc của Miami đã làm ngập nước xe tới phần kiến trắng gió ở một số nơi, buộc một số tài xế phải bỏ xe bị kẹt và lội nước để đến được nơi an toàn. Một gia đình đã lạc mất đứa con trai nhỏ của họ trong cơn bão vào ngày thứ tư, nhưng sau đó đã được cứu lại với sự giúp đỡ của cảnh sát đã tìm thấy đứa trẻ, theo các quan chức của Holland Beach. Fort Lauderdale là nơi thị trưởng tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương, đã nhận được lượng mưa trung bình của tháng 6 là khoảng 9,5 inch trong vòng 24 tiếng vào ngày thứ Tư. Phi trường quốc tế Miami và phi trường của Fort Lauderdale, Hollywood dẫn đầu với số chuyến bay bị hủy và trễ vào ngày thứ Tư, với hơn 1.200 chuyến bay bị trở ngại. Những sự ảnh hưởng này sẽ có thể tiếp tục cho tới cuối tuần. Ngày thứ sáu cũng là một ngày ẩm ướt khác cho miền Nam Florida, ngay cả khi lượng ẩm nhiệt đới mạnh mẽ làm nhiều cơn mưa lớn bắt đầu dần dần chuyển ra khỏi khu vực. Nhiều địa điểm có thể có lượng mưa 2 feet từ ngày thứ ba đến ngày thứ sáu. Hội thánh Southern Baptist không đủ phiếu để cấm phụ nữ làm mục sư, nhưng dư phiếu cấm thụ thai ống nghiệm. Các đại biểu tham dự cuộc họp hàng năm của Hội Thánh Southern Baptist đã bỏ phiếu vào ngày thứ tư để chống phương pháp thụ thai trong ống nghiệm IVF, một quy trình mà nghị quyết gọi là làm mất tính nhân văn khi các nhà ủng hộ đã đưa IVF ra làm trận đánh tiếp theo sau hồ sơ cho phá thai của Roe v. Wade bị bãi bỏ biện pháp này kêu gọi hội thánh ủng hộ quyền sống của mọi con người bao gồm cả những người ở giai đoạn phôi thai reuters đưa tin nó nói rằng quy trình tạo ra nhiều phôi thai hơn để có thể lựa chọn nhằm sử dụng dẫn đến việc phá hủy hàng trăm ngàn phôi thai trong ống nghiệm biện pháp cũng kêu gọi chính phủ hạn chế việc sử dụng quy trình này Trước đó vào ngày thứ Tư tại cuộc họp ở Indianapolis, một cuộc bỏ phiếu về một sửa đổi hiến pháp để cấm phụ nữ giữ vị trí mục sư chỉ thiếu một chút để thông qua. Vào năm ngoái, các đại biểu được gọi là sứ giả đã bỏ phiếu để gạt bỏ các nhà thờ do phụ nữ đứng đầu. Một nhóm bao gồm nhà thờ Saddleback của Rich Warren. Những người ủng hộ hành động này nói rằng sửa đổi cần thiết lần này để chỉ rõ rằng mục sư chỉ có thể được năm giới giữ, theo Washington Post. Sự đổi cần được ủng hộ bởi 2 phần 3 để có hiệu lực, nhưng chỉ nhận được khoảng 61%, theo Wall Street Journal. Mặc dù nghị quyết về IVF không ràng buộc, nhưng những người trong số gần 13 triệu người, theo đạo Tin lành của miền Nam, bây giờ muốn có con phải đối mặt với áp lực từ các mục sư của họ để tránh IVF. Giáo hội Công giáo Roma đã phản đối quy trình này, theo Politico tối cao pháp viện Hoa Kỳ tiếp tục cho bán rộng rãi thuốc phá thai Mifepristone. Tối cao pháp viện vào ngày thứ năm 13 tháng 6 đã bác bỏ đơn kiện của Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho bán rộng rãi thuốc phá thai Mifepristone theo CNN và CBS News. Các thẩm phán tối cao pháp viện đã đồng ý ra phán quyết tiếp tục cho phép bán loại thuốc này cho bệnh nhân qua thư mà không cần đi bác sĩ. Phán quyết này là thất bại lớn cho phong trào chống phá thai. Đây là vụ xét xử quan trọng đầu tiên của Tối cao Pháp viện về quyền sinh sản từ khi nhóm đa số bảo thủ của tòa hủy bỏ phán quyết về quyền phá thai của Roe v. Wade năm 2022, đơn kiện do một nhóm bác sĩ chống phá thai nộp lên tối cao pháp viện. Trong đơn thì nhóm bác sĩ cho hay công việc của họ bị ảnh hưởng vì họ phải điều trị nhiều phụ nữ bị biến chứng sau khi sử dụng Mifepristone. Trong phán quyết ngày thứ Năm, tối cao pháp viện xác định nhóm bác sĩ này thiếu cơ sở pháp lý để kiện FDA và nhiều tổ chức y tế bên ngoài từng nhấn mạnh Mifepristone là an toàn. Hiện tại, phá thai bằng thuốc là cách phá thai phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, gần 2 phần 3 tổng số vụ phá thai ở Mỹ vào năm 2023. Khoảng 642.700 vụ là bằng thuốc, theo Tổ chức Nghiên cứu và Chính sách chuyên về sức khỏe tình dục và sinh sản. Tổ chức này ủng hộ quyền phá thai. Từ năm 2000, năm FDA đã chuẩn thuận Mifepristone tới năm 2016, năm gần đây nhất có dữ liệu là hơn 2 triệu 750 ngàn phụ nữ ở Hoa Kỳ đã dùng Mifepristone để phá thai. Dữ liệu liên bang cho thấy chi tiêu chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ năm 2023 tăng đến 4,8 ngàn tỷ. Chi tiêu chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ đã tăng 7,5% lên 4.800 tỷ đô la trong năm 2023, dữ liệu liên bang cho thấy vào ngày thứ tư 12 tháng 6, vượt xa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP hàng năm là 6.1%, thông tấn xã Reuters đưa tin chi tiêu cho bảo hiểm y tế chính phủ dành cho người có lợi tức thấp là Medicaid và bảo hiểm y tế tư nhân thúc đẩy đà tăng trưởng, với tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế vọt lên mức cao kỷ lục là 93%. Dữ liệu từ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid Hoa Kỳ CMS đã cho thấy, số lượng người dân có bảo hiểm y tế tăng phần nhiều là do số lượng ghi danh Medicare cao kỷ lục với 91,2 triệu người có bảo hiểm y tế theo chương trình y tế liên bang và tiểu bang dành cho dân có lợi tức thấp vào năm 2023. Chi tiêu cho bảo hiểm y tế dành cho người cao niên Medicare tăng 8.4% lên hơn 1.000 tỷ và Medicaid tăng 5.7% lên 852 tỷ đô la. Chi tiêu cho bảo hiểm y tế tư nhân sẽ tăng 1,1% lên 1.400 tỷ. Ước tính, chi tiêu chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân Hoa Kỳ là khoảng 14.423 đô la vào năm 2023 và 15.074 đô la vào năm 2024. Chi tiêu cho y tế quốc gia dự trù sẽ tăng 5,2% trong năm 2024, mặc dù lượng người dân ghi danh Medicaid đã giảm 11,2%, khi hơn 10 triệu người đã mất bảo hiểm vì các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID giúp bảo đảm việc ghi danh liên tục này đã hết hạn. Ước tính sẽ có thêm 2 triệu người mất quyền được bảo hiểm vào năm 2025. Chi tiêu trong chương trình Medicare dành cho người trên 65 tuổi và người khuyết tật sẽ tăng ngay từ đầu trong thập niên tới, một phần là do các biện pháp trong đạo luật giảm lạm phát nổi tiếng của Tổng thống Biden, trong đó có các điều khoản giới hạn mức chi tiêu riêng cho y tế hàng năm là 2.000 đô la. Con số này sẽ giảm dần dần trong những năm tiếp theo khi các điều khoản khác có hiệu lực, chẳng hạn như giá thuốc men do Medicare đàm phán với các công ty dược phẩm sẽ áp dụng từ năm 2026 và mức tăng giá thuốc cũng bắt đầu liên kết với lạm phát từ năm 2023. Gia đình nạn nhân vụ thảm sát trường học Yuvedi đã kiện FedEx và UBS vì vận chuyển vũ khí cho tay súng. Các gia đình đưa kiện cáo buộc các công ty này có nhiều sơ xuất và coi thường mạng sống con người một cách liều lĩnh khi vũ khí dùng trong vụ tấn công được chuyển đến tay súng 18 tuổi. 19 trẻ em và hai giáo viên đã thiệt mạng khi một tay súng khai hỏa bên trong trường học vào tháng 5 năm 2022. Hơn 300 nhân viên thực thi pháp luật đã có mặt tại hiện trường, nhưng phải mất 77 phút mới hạ gục được tay súng. Vụ kiện được đệ trình vào ngày 24 tháng 5 năm 2024, cùng ngày mà các gia đình đệ đơn kiện riêng chống lại gã khổng lồ truyền thông xã hội MEDA. Công ty software Activision, nhà sản xuất trò chơi điện tử nổi tiếng Call of Duty và Daniel Defense, nhà sản xuất AR-15, được tay súng sử dụng. FedEx bị cáo buộc vận chuyển khẩu súng AR-15 mà tay súng đã sử dụng và giao nó đến một cửa hàng súng ở Uvalde. Họ cũng bị cáo buộc không xác minh tuổi của người mua. Vụ kiện cáo buộc tay súng chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm mua hàng. Vụ kiện cũng tuyên bố rằng UBS đã giúp đỡ việc bán bất hợp pháp, hệ thống kích hoạt được sử dụng để sửa đổi súng để hoạt động tương tự như súng trường tự động. Nói rằng họ đã không sàng lọc gối hàng trước khi nó được gửi trực tiếp đến nhà của tài súng ở Uvedi. Đơn kiện cho biết hành vi của Fedex và UBS là cực đoan và thái quá tàn bạo và không thể chấp nhận được trong một cộng đồng văn minh. Vụ kiện nói thêm rằng các gia đình phải gánh chịu những thiệt hại về thể chất và tinh thần, phải gia tăng đi khám sức khỏe tâm thần và y tế cũng như mất đi niềm vui tuổi thơ các gia đình đang đòi bộ thường thiệt hại không xác định từ cả hai công ty. Tổng thống Joe Biden có vẻ như sẽ giảm án cho Hunter Biden. Vào hồi tháng 4 năm 2025, Tổng thống Biden đã ân xá cho 16 người, giảm án cho 31 người Hoa Kỳ chịu án tù vì tội ma túy không bạo lực. Có vẻ như Tổng thống Joe Biden cũng sẽ giảm án cho Hunter Biden. Vào ngày thứ Tư, Tòa Bạch Ốc không loại trừ việc Tổng thống Biden sẽ giảm án cho con trai của mình là Hunter Biden sau khi Hunter bị tòa phán là có tội vào ngày trước đó với tất cả ba cáo buộc liên quan đến mua súng. Tổng thống trước đó nói rằng ông sẽ không ân xá cho con trai mình và sau khi Hunter Biden bị xử có tội vào ngày thứ ba, Tổng thống Biden nói ông sẽ chấp nhận kết quả của phiên tòa. Nhưng khi được hỏi về việc giảm án, Phát ngôn viên của tòa bạch ốc Corinne John đã tránh trả lời và dựa vào phản ứng của Tổng thống Joe Biden với ABC vào tuần trước rằng ông sẽ không ân xá cho con trai của mình. Ngày tuyên án của hình Joe Biden vẫn chưa được ấn định, nhưng sẽ được diễn ra một tháng trước ngày bầu cử tháng 11. Các cáo buộc đối với Hunter Biden liên quan đến việc anh ta nói dối trên một biểu mẫu về nghiện ma túy khi mua một khẩu súng vào năm 2018, và anh phải đối diện với mức án tối đa là 25 năm tù và một khoản tiền phạt là 750.000 đô la. Tin tức về giá xăng dầu và giá vàng mới nhất của ngày hôm nay. Giá dầu thế giới ngày thứ ba tăng liên tiếp, dầu WTI đã tăng 78 .33 đồng 33 xu, dầu Brent tăng giá 82 .40 đồng 40 xu. Vào tuần trước, dầu có tuần giảm thứ ba liên tiếp ở mức giảm 2.5% với dầu Brent và giảm 1.9% với dầu WTI giá dầu cho thấy mức tăng ngày thứ ba trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. Ngày 12 tháng 6, ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết, Hamas đã gợi ý nhiều thay đổi trong đề nghị của Hoa Kỳ về một lệnh ngừng bắn với Israel ở Gaza. Tuy nhiên, một số thay đổi do Hamas đề nghị không khả thi. Hiện các nhà hòa giải vẫn đang tiếp tục cố gắng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, hạn chế mức tăng trong phiên vừa qua là việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Ngày 12 tháng 6, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25 cho tới 5.5% và dự báo thời điểm có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sẽ lùi đến cuối tháng 12. Giá vàng thế giới của ngày hôm nay giảm một chút là 2.302 đô la một ounce. Trước đó trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới có lúc tăng lên 2.340 đô la một ounce, nhưng sau đó đã giảm trước lực bán ra của một số nhà đầu tư. Giá vàng thế giới không thay đổi nhiều sau khi Cục Dự trữ Liên bang thông báo giữ nguyên lãi suất và sẽ có một lần giảm lãi suất vào cuối năm 2024. Europol phải mất 3 năm để truy bắt đường dây buôn bán ma túy lớn thu 8 tấn cocaine. Europol cho biết đã bắt hoàn toàn đường dây buôn chất cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ và Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất điều khiển sau khi thực hiện cuộc truy bắt trong suốt 3 năm qua. Chiến dịch có sự tham gia của cảnh sát từ hàng chục quốc gia, từ Brazil cho tới Tây Ban Nha đến Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ bắt giữ cuối cùng đã được thực hiện vào ngày 12 tháng 6. Theo Europol, giai đoạn cuối cùng của chiến dịch được đánh dấu bằng việc Sở Bảo vệ Dân sự Tây Ban Nha đã phát hiện 700 kg cocaine trên một chiếc thuyền ngoài khơi quần đảo Canary do các công dân của Croatia và Italy điều khiển. Tin tức về vụ phát hiện số lượng lớn cocaine được chia sẻ với lực lượng cảnh sát khác, từ đó giúp tìm thấy mối liên quan các vụ bắt giữ trước đó, cũng như xác định được những kẻ chủ mưu. Cảnh sát cho biết, tổng cộng có hơn 40 người đã bị bắt giữ ở 6 quốc gia, trong đó có hai người cầm đầu mạng lưới người Croatia đã bị bắt vào cuối năm 2023 tại Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra thì bốn vụ bắt giữ gần đây mới nhất diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Tây Ban Nha. Đường dây buôn lậu vận chuyển những chất cấm này từ Nam Mỹ đến các trung tâm hậu cần tại Tây Phi và quần đảo Canary để chế biến. Sau đó thì chất cấm này được tiếp tục chuyển đến các địa điểm ở Bỉ, Croatia, Đức, Ý và Tây Ban Nha để phân phối khắp châu Âu. Eurobo cho biết thêm nhiều tài sản của mạng lưới này với tổng giá trị vài chục triệu euro đã bị tịch thu hoặc phong tỏa. Đức bất ngờ phản đối trừng phạt mới chống Nga. Ukraine xác nhận sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ của Nga. Ngày 13 tháng 6, Tổng cục trưởng Cục tình báo GUR trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Kyro Butanov đã xác nhận về việc cuộc tấn công sử dụng vũ khí phương Tây nhắm vào Nga trong một diễn biến khác. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã công bố kế hoạch các quốc gia thành viên liên minh cung cấp thường xuyên và bắt buộc các gói kỹ thuật quân sự cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp liên tục đạn pháo 155 ly, hệ thống hỏa tiễn HIMARS, hơn 50 cho tới 70 hỏa tiễn ATACMS hàng tháng trong hơn 3 năm, hỏa tiễn SCALPEG và xe thiết giáp các nhà chuyên môn lưu ý rằng việc cung cấp hỏa tiễn có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa và hỏa tiễn SCALPEG có độ chính xác cao tạo ra mối đe dọa khá nghiêm trọng đối với Nga, theo Reuters. Hãng thông thấn DPA của Đức vào ngày 12 tháng 6 đưa tin, Liên minh châu Âu EU trên thực tế đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhưng hành động này đã bất ngờ vấp phải sự phản đối từ Đức. TPA đã dẫn nguồn tin tiết lộ những nghi ngờ của Đức chủ yếu liên quan đến các biện pháp được soạn thảo nhằm gây khó khăn hơn cho cố gắng lách các biện pháp trừng phạt. Đức đang kêu gọi hạn chế hoặc từ bỏ hoàn toàn những biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt. Quan điểm này dựa trên lo ngại rằng các doanh nghiệp của Đức có thể phải chịu trách nhiệm về pháp lý. Những yêu cầu mới của Hamas trong lệnh ngừng bắn Hamas yêu cầu Israel rút quân khỏi tất cả các khu vực của Gaza trong tuần đầu tiên thực hiện lệnh ngừng bắn và kêu gọi Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ bảo lãnh việc ngừng bắn. Theo báo cáo, nếu Israel tuân thủ yêu cầu, Hamas sẽ thả ba con tin cứ 3 ngày một lần cho tới khi tổng số 33 người được thả. Ngoài ra, các nguồn tin cho biết, Hamas yêu cầu Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ phải là các chính phủ bảo lãnh cho thỏa thuận này. Những sửa đổi được đề trình nhằm bảo đảm rằng việc rút quân và ngừng bắn trong giai đoạn đầu và Israel sẽ không thể trốn tránh việc thực hiện tất cả các giai đoạn của thỏa thuận và quay trở lại chiến đấu khi tất cả các thông tin được thả, theo các nguồn tin nói với các phương tiện truyền thông. Bỏ qua hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, Trung Quốc vận động cho kế hoạch hòa bình riêng về Ukraine. Reuters dẫn nguồn tin từ 10 nhà ngoại giao cho biết, trong đó một người gọi chiến dịch của Trung Quốc là một cuộc tẩy chay đối với các cuộc họp trên toàn thế giới của Thụy Sĩ. 90 quốc gia và tổ chức đã ghi danh tham gia hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật này tại khu nghỉ mát trên núi Lucerne của Thụy Sĩ. Hội nghị nhằm tìm cách xây dựng sự ủng hộ cho các đề nghị hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm nội dung rút toàn bộ quân đội Nga ra khỏi Ukraine. Nga là quốc gia không được mời đến Lucerne đã bác bỏ cuộc họp là vô ích. Trung Quốc, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Nga cho biết sẽ không tham dự hội nghị vì không đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc, trong đó yêu cầu phải có sự tham gia của Nga. Trung Quốc và Nga đã tuyên bố mối bàn giao không giới hạn chỉ vài ngày trước khi tổng thống Nga ra lệnh tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Trung Quốc nói họ trung lập trong cuộc chiến và không cung cấp vũ khí hoặc đạn dược cho Nga. Sau khi Trung Quốc tuyên bố không tham dự hội nghị thượng đỉnh Lucerne, ông Zelensky đã cáo buộc Trung Quốc giúp Nga phá hoại cuộc họp, một cáo buộc mà bộ ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận. Các nhà ngoại giao của trụ sở tại Bắc Kinh nói với Reuters rằng trong cuộc trò chuyện với các quốc gia đã phát triển, Trung Quốc không công khai chỉ trích hội nghị thượng đỉnh Thụy Sĩ hay trực tiếp yêu cầu các quốc gia bỏ phiếu trắng. Nhưng một người được thông báo tóm tắt cho biết Trung Quốc đã nói với các nước đang phát triển rằng cuộc họp làm kéo dài chiến tranh, trong khi hai nhà ngoại giao biết trực tiếp về vấn đề này cho biết Trung Quốc đã nói chuyện với các nước phương Tây rằng nhiều nước đang phát triển đồng tình với quan điểm của họ về hội nghị. Các nhà ngoại giao yêu cầu không nêu tên vì họ không được phép thảo luận về vấn đề nhạy cảm với giới truyền thông. Bộ ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cố gắng vận động hành lang của nước này. Trung Quốc chân thành hy vọng rằng một hội nghị hòa bình sẽ không biến thành một nền tảng được sử dụng để tạo ra sự đối đầu giữa các khối. Không tham dự không có nghĩa là không ủng hộ hòa bình, người phát ngôn của Trung Quốc đã nói. Tin Việt Nam, sao tóc bị tố dùng tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư để bán. Theo tờ báo trong nước, Tiệm 1900 Hair Salon đã bị tố bán tóc được khách hàng hiến tặng từ thiện cho bệnh nhân ung thư, đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Theo tin tức được đăng tải, salon này đã nhận 700 bộ tóc của người dân hiến tình nguyện cho bệnh nhân ung thư, nhưng chỉ trao tặng có 50 bộ tóc cho từ thiện, số còn lại thì họ đã mang bán với giá cao. Những bài viết đăng trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút rất nhiều người quan tâm. Trước những làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng, fanpage của salon này đã tạm khóa phần bình luận. Tuy nhiên, trong một tin nhắn trả lời khách hàng, người quản lý của trang mạng của tiệm tóc đã khẳng định những tin tức này lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Sự việc đang được điều tra. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan và Bảo Lộc, nhờ Hồng Loan Bảo Lộc tìm giúp người thân. Cô Tăng Dục Kim, sinh năm 1948, quê quán Trà Ôn, Vĩnh Long, Việt Nam, có người con trai là Châu Kế Trung, sinh năm 1974. Chồng của cô là ông Châu Kế Tô đi vượt biên năm 1979 đã đến Hoa Kỳ, có liên lạc về với gia đình vài lần nhưng cho tới nay không còn liên lạc nữa. Anh Trung từ nhỏ chưa một lần gặp mặt cha, chỉ nhìn thấy cha qua hình ảnh. Ở đây có những hình ảnh và bút tích của cha là ông Châu Kế Tô. Nếu như quý vị có biết hay cha có nghe được tin này, xin hãy liên lạc về Việt Nam qua số điện thoại 093 839 0188 hoặc địa chỉ email là tăngngọcthủy2709 ở gmail.com. Báo Lộc xin được nhắc lại, cô Tăng Dục Kim sinh năm 1948, quê quán ở Trà Ôn, Vĩnh Long, Việt Nam. Có người con trai tên là Châu Kế Trung, sinh năm 1974. Chồng là Châu Kế Tô, đi vượt biên năm 1979 đến Mỹ, có liên lạc với gia đình vài lần, nhưng đến nay không còn liên lạc. Anh Trung từ nhỏ chưa một lần gặp mặt cha, chỉ thấy qua hình ảnh. Nếu cha nghe được tin này hoặc ai biết về cha, xin hãy liên lạc qua số điện thoại Việt Nam 093 839 0188 hoặc email tăng ngọc thủy 2709 gmail.com Bảo lọc vòng hồng loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chiều ngày mai là ngày thứ sáu cuối tuần lộc và loan sẽ có một buổi livestream nho nhỏ để gửi đến quý vị những bài hát về những người cha lấy để cha mà loan dạ xin quý vị hãy yêu cầu lan lộc và anh jd sẽ gửi tặng đến quý vị rồi, giờ làm gì đây? Kể chuyện vui hmm mới vừa có tin vui xong bây giờ muốn có tin vui nữa hiện vậy chứ sao là cũng thích vậy đó ừ. cái <laughs> okay. cái chuyện vui nha ừ. ông chồng đang ngủ thì cô vợ khều khều anh ơi anh cái gì vậy em cho anh ngủ chút xíu đi anh mới vừa chợp mắt chút xíu à anh mệt lắm anh thì ngủ nhưng mà em ngủ không có được em khó chịu quá à bây giờ nửa đêm rồi em nhưng mà anh ơi cái người của em đang hừng hực vậy nè không tin anh anh rờ thử đi trời ơi còn kêu rờ nữa anh như vậy là anh không có thương em á anh không có lo lắng gì cho em hết á anh yêu em anh lo lắng cho em nhưng mà anh mệt quá ngồi về không có nổi à, thôi được rồi ông chồng đứng dậy quể quải làm nhiệm vụ bước tới cửa sổ em à mùa này bắt đầu trời nóng rồi Mai mốt á mà trước khi đi ngủ nhớ kêu anh mở cửa sổ nha ngủ mà cũng không yên nữa à. Sớm tử đi mở sợ ma <cười> <cười> mở cửa sổ là nhiệm vụ của chồng ừ. nên à, tối cô vợ ngủ không được cô cô vợ bị nóng nóng nực trong người á kêu ông chồng rần nè thấy không mồ hôi nó đổ đó khi ông chồng phải tức dậy đứng dậy mở cửa sổ thôi <laughs> Ok, ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.